Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Theo yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay em chia sẻ cách làm bánh cam rỗng ruột hay còn gọi là bánh cam lúc lắc. Cách này em được học từ một chị bán bánh cam rất là ngon và cách làm thì cũng dễ lắm luôn. Cô chú anh chị em thấy thích thì mình vào bếp cùng làm với em. Phần nguyên liệu em dùng ở đây là một gói bột nếp 400 g. Và em sẽ pha thêm là 20 g bột gạo. Nếu như anh chị nhà mà không có bột gạo sẵn thì mình dùng bột nếp không vẫn được ha. Mà có bột gạo thì cái vỏ bánh của mình nó ít mềm hơn, nó ít dẻo, nó có nghĩa là nó vừa hơn, nó giòn hơn. Pha 100 g đường cát, 100 g mè trắng. Phần nhân thì em có 150 g đậu xanh không vỏ. Mình rửa sạch xong rồi mình ngâm với nước ấm khoảng 3 tiếng. Rồi mình rửa sạch lại lần nữa rồi mình đi nấu ha. Anh chị nào thích cái phần nhân hơi ngọt á, thì mình dùng 30 g đường. Còn thích nó vừa vừa, chỉ hơi dịu dịu vừa vừa thôi á, thì mình dùng 20 g ha. Đây em dùng 20 g. Mình cho vô xíu muối để cái phần nhân của mình nó có vị đậm đà, nó vị mặn mặn á, thì ăn cái bánh nó sẽ không có bị ngán. Nước mình sẽ cho xăm xắp mặt như vậy nè. Mình thấy nó cao hơn cái mặt đậu một chút xíu. Khoảng nhiêu đây là được đó. Mình nhớ canh đậu sôi thì mình dở nắp ra, không thôi là nó bị trào ha. Mình canh mình thấy mà nó sắp sôi như vậy nè, đó. Thì mình hạ lửa nhỏ xíu xuống ha. Hạ lửa nhỏ làm sao mà khi mà mình đậy nắp á, nước bên trong nó không có trào ra. Rồi mình tiếp tục mình để lửa nhỏ như vậy cho đến khi đậu mềm. Rồi quay qua đây thì mình sẽ đi nhồi bột. Mình cho hết cái gói bột ra cái thau. Mình cho luôn 20 g bột gạo vô luôn. 100 g đường. Anh chị em nào thích thắng đường riêng á, thì thắng đường riêng ha, mình không cần cho đường vô bột. Còn anh chị em nào thích mình cho đường vô luôn giống như em á, thì mình làm cho nó tiện ha. Lúc nãy em quên nói với anh chị là mình sẽ cho thêm vào trong cái bột này nửa muỗng cà phê bột nổi ha. Bột nổi hay còn gọi là bột nở đó. Rồi mình trộn đều lên trước lúc mà bột còn đang khô nè. Nó sẽ dễ đều hơn ha. Anh chị nào thích cho thêm muối thì mình cho thêm xíu muối vào trong cái bột này cũng được ha. Rồi nước á, thì mình sẽ dùng nước hơi ấm thôi. Hơi ấm hoặc là nước nguội. Mình dùng nước hơi ấm á, thì để cái bột mình nó nhanh nở. Nhưng mà không được dùng nước quá nóng ha. Mình cho từ từ thôi. Em không có cho dầu ăn vào trong đây cho nên cái lượng nước em dùng á là 350 ml nước. Nếu như anh chị em nào mình cho thêm dầu ăn vào đây, tại vì do là em dùng cái bao tay chống dính á, cho nên là nó cũng không có dính. Và mình hạn chế dầu cho nên mình cũng không cho thêm dầu vào đây. Anh chị em nào mình muốn mình có cho thêm dầu á thì mình bớt lại cái lượng nước á, hoặc là tùy vào cái độ thấm hút của bột nữa, cho nên là nó cũng không có chính xác lượng nước đâu. Anh chị cứ cho từ từ. Cái này á, lát nữa mình để lát nữa nó khô lại chút xíu nữa là vừa rồi đó. Đó, mình canh. Còn nếu như mình thấy bột mà hơi nhão á, thì mình vẫn có thể cho thêm được bột ha. Làm cái bột này rất là dễ. Hoặc là khô á, thì mình cho thêm nước thôi. Rồi mình đậy lại. Hoặc là mình dùng cái food wrap á, mình bao lại, không thôi là bột nó khô ha. Mình nấu khoảng 12 đến 15 phút. Thì tùy cái lửa nhà anh chị sẽ canh mình dở ra mình xem. Mình xem mình kiểm tra ha. Mình lấy cái muỗng á. Đó, mình dở ra như này, đó, mình viếng lên, mình nhìn thấy nếu mà cạn nước thì mình sẽ cho đường vô. Nước chưa cạn thì mình đậy nắp lại mình nấu thêm xíu nữa ha. Đến khi mà mình thấy nước nó khô, nó cạn hơn rồi đó nè, đó nó cạn như vậy nè. Thì mình sẽ cho đường vô ha. 20 g đường. Thật ra cái nhân này á, mình làm nó hơi mặn mặn, ăn sẽ ngon hơn.
còn ngọt quá là ăn sẽ bị ngán đó, tại vì cái vỏ bánh nó cũng ngọt mà. Đây mình dùng cái muỗng nè, mình cứ khuấy mạnh tay là tự động cái đậu xanh này nó sẽ tan ra hết, không có cần phải xay. Anh chị không có cần phải xay cực khổ đâu, em làm nhiều lần mới dễ lắm. Cũng cần phải nghiền gì hết trơn á, cứ quay mạnh tay là nó tan ra hết à. Rồi lát nữa mình vò nhân nữa là nó thành khối bình thường à. Đó anh chị thấy nó nếu như vậy là được rồi nè. Không có cần phải nhuyễn lắm đâu, mình lấy ra mình xay á, mình đổ vô cối. Hoặc là các anh chị không có máy xay á, mình nghĩ là mình làm không được. Không cần ha, mình làm vậy rất là dễ. Rồi nó như thế này là miễn sao mình thấy nó ráo nước. Hoặc là nếu như nó còn nhão quá đó thì mình khuấy thêm chút xíu là nó sẽ khô lại. Hoặc là như vậy là mình tắt bếp được rồi ha. Đó, để nguội là chút xíu, nó nguội hơn chút xíu là nó sẽ đặc lại. Này nó hơi ấm ấm rồi nè. Mình vò được rồi ha. Nguội chút thì nó sẽ dễ hơn. Mình vo như cái viên nhân trôi nước vậy đó. Cái này bánh mình làm cái viên nó khoảng giống như cái như viên trôi nước vậy là được rồi. Quay lại cái thau bột, mình sẽ nhồi lại một lần nữa ha, để cho nó đều hơn á. Tại vì lúc nãy là đường nó chưa có tan. Mình sẽ lấy một ít bột lớn hơn cái nhân mình một tí xíu. Mình để cái nhân vô. Ốp lại. Nói chung á là y chang như mình làm chè trôi nước vậy đó. Ốp lại từ từ. Xong rồi mình vo tròn lại. Cái bột này em làm nó hơi mềm cho nên là vo nó không có được tròn á. Anh chị có thể cho thêm tí nước, tí bột cho nó khô lại một chút, hoặc là mình làm ít nước hơn xíu ha. Rồi mình sẽ cho cái viên bánh vào trong cái mè nè. Lăn qua. Mình lăn tròn đều hết. Rồi mình vo lại một lần nữa để cho mè nó bám vào trong cái bánh đó. Mình làm như vậy. Làm vừa nhân vừa mè vừa bột luôn, vừa đủ hết. Nhưng mà 150 g đậu á, là anh chị làm cái nhân nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Còn mình muốn làm cái nhân mà nó to hơn á, hoặc là anh chị làm luôn 200 g đậu là vừa, cho nó dư dư chút xíu cho yên tâm. Mình chiên bánh này phải cho nhiều dầu, ít nhất thì cũng phải 1 lít dầu, cái bánh nó mới ngon được. Còn mình cho ít dầu quá là nó sẽ dễ bị dính ở dưới chảo á, nó khét bên này, nó khét bên kia là không có ngon. Mình nấu cho nó sôi dầu lên, mình thấy cái chảo dầu nó lên tim vậy nè. Hoặc là để đảm bảo mình sẽ dùng cái đũa á, mình để vô thử.
Đó, nó lên tim như vậy là được rồi nè. Là giờ mình sẽ cho bánh vô được rồi đó ha. Cái dầu này là hơi ít rồi nè. Mình muốn chiên bánh ngon á thì cái dầu nó nhiều, mình chiên trong cái chảo dầu ngập á thì bánh nó sẽ ngon hơn. Trong lúc để vô nè, anh chị thấy nè, nó hơi ít dầu cho nên là nó rất là nhanh, tại vì cái bánh mình nó đụng ở dưới á nó nhanh bị như vậy nè. Thì mình nhớ mà là mình lăn 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 nó, chứ mình đừng có để cho nó ở một chỗ là nó sẽ bị khép một mặt ha. Cái lúc mà nấu dầu á thì mình để lửa hơi lớn để cho nó nhanh sôi, để lửa trung bình. Còn khi mình cho bánh vô rồi á thì mình để lửa dưới trung bình ha. Một lần chiên á, mình chỉ chiên nó còn vừa vừa rộng rộng vậy thôi, đừng có chiên chật quá. Tại vì chiên chật quá đó là lát nữa bánh nó nở ra đó, là mình nó không có đủ chỗ để cho bánh nó nở. Trong khi chiên á, mình chịu khó mình làm sao á mà mình lăn để cho cái bánh nó đều, nó lăn đều, luôn luôn lăn đều ở trong cái dầu như vậy nè. Đó, hoặc á, là phải ngập dầu. Nhưng mà vẫn phải lăn như vậy thì cái bánh nó mới nở đều được ha. Đây là cũng là cái bí quyết á. Cái bí quyết để chiên bánh nè. Chứ mình đừng có để cứ để nguyên như vậy xong rồi nó vàng một mặt xong mình lại trở bề lại thì cái bánh không có ngon. Lửa chiên mình cứ để lửa dưới trung bình. Ví dụ trung bình của em là một cái trung bình của cái bếp em là 1.000 thì em để ở đây là 700 nè. 600 700 thôi, tại vì nếu mà mình để lửa lớn quá đó là bánh nó cháy áp ở ngoài mà ở trong nó không có chín. Anh chị nhìn thấy là lúc nãy mình để vô cái chảo nó vẫn còn rộng ha. Bây giờ bánh nó nở ra nè. Nó phồng lên như thế này là nên nó chật cái chảo rồi nè. Cho nên là mình lưu ý cái điểm này. Mình lăn đều cái bánh như vậy á, bánh nó sẽ nở phồng đều. Cái bí quyết chiên rất là đơn giản, tại vì mình có nhồi bột kiểu nào đi chăng nữa mà mình chiên không đúng cách là bánh nó không có nở tròn được ha. Đó là nhiều người, cái lý do vì sao mà nhiều người làm không có thành công cái món này là như vậy á. Làm thì vẫn ăn được nhưng mà nó không có đẹp. Mình thấy cái nào vàng rồi, được rồi thì mình gấp ra trước. Nó rộng chỗ. Mình tranh thủ mình để thêm mấy cái bánh mà mình chưa chiên á, mình để vô luôn. Muốn bánh mà không rút dầu á thì khi đang chiên mình đừng có tắt bếp, dù là bánh có đạt rồi nữa mình đừng có tắt bếp mình mới gấp ra ha. Nó đang nóng đang sôi vậy á mình gấp ra là nó không có bị rút dầu. Wow, các anh chị nhìn thấy thành phẩm có hấp dẫn không nè? Ngon lắm luôn á. Không biết là anh chị có nghe được không nhưng mà nó lúc lắc là nó kêu lụp bụp bên trong nè. Để em cắt bánh ra anh chị xem bên trong ha. Nó phồng cho nên là mình cắt nó cũng khó lắm. Nó còn nóng nè. Đó, nó còn nóng cái hơi khói nó lên nè. Cái dao của em nó không có được bén cho nên là cắt nhìn nó không có đẹp. Cắt sơ sơ cho anh chị xem bên trong thôi ha. Đó, nó rỗng ruột như thế này nè. Đó. Nó rỗng ruột như vậy đó. Bánh này á, mình mới chiên xuống mình cầm ở ngoài mình thấy ấm ấm thì mình phải bẻ xẹp xuống, bóp xẹp vô mình ăn ha, không thôi là cái hơi nóng ở trong này nó phà ra. Đó, ngon chưa? Cái nào cũng rỗng ruột như vậy đó. Bây giờ em sẽ ăn thử cái phần cái vỏ này để em nói cho anh chị nghe ha. Khi ăn á, nếu mà mình ăn bình thường á thì mình cầm cái bánh mình sẽ bóp cái bánh lại như thế này nè, để cho cái hơi nó bung ra là mình ăn nó không có bị nóng. Ừ.
Cái vỏ bánh nó giòn và rất là thơm. Nó dẻo dẻo, bên trong á thì dẻo nè. Mình ăn bên trong á thì nó dẻo, còn bên ngoài thì nó giòn, rợp rợp và nó thơm mùi mè ngon lắm luôn á. Cái độ ngọt á thì vừa lắm anh chị ơi, nó vừa ăn mà nó không cảm giác mình không bao giờ sợ ngán luôn á. Nó cái độ ngọt nó vừa chứ nó không có ngọt cái kiểu mà bánh cam mình hay ăn nó quá ngọt á. Em chúc cho cô chú anh chị em mình làm thành công và ăn thiệt là ngon nha. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết video. Nếu thích video thì xin dành tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.